Cuộc chiến của những người cuối cùng trở nên vô cùng khốc liệt. Khu phố OK chỉ còn đúng 2 khăn. Hiếu chỉ còn 1 chiếc khăn. Chị sẽ dành 1 khăn lại để cứu 1 sinh mạng trong khu phố Chi Phu. Vòng Cypher chỉ có 1 khăn thôi, thế là Hiếu sẽ chiến đấu hết mình. Và tôi sẽ chiến đấu hết mình vì khu phố của tôi. Chị sẽ cố gắng lấy khăn về nhé. Chúng ta chiến đấu vì hòa bình, chiến đấu vì tình yêu, chiến đấu vì đồng đội. Mang Cypher, chuẩn bị! Đón xem 22:30 tháng 6 hàng tuần trên kênh YouTube Stick Dance Việt Nam.